Sao Hoàng Nhật xin chào tất cả các bác. Em tiếp tục lên sóng con máy rửa bát Panasonic NPTR3. Đây. Một con máy hình thức còn khá là đẹp. Giá thành đợt này cũng rất là hợp lý các bác nhé. Đây. Panasonic TR3 ngày trước có giá là 5 triệu rưỡi. Đây. Mà lô này nhập về giá tốt được bán cho các bác là 4 triệu 8 nhé. Đấy, giá 4 triệu 8 bảo hành 1 năm Panasonic NPTR3, mọi chức năng máy hoạt động hoàn hảo, thời gian sấy, hẹn giờ, các chu trình rửa, chế độ rửa đấy, rửa với nước nóng 80 độ C, có chế độ sấy riêng biệt, đèn báo các chu trình rửa, nút tắt nguồn, bật nguồn, nút bật nguồn, nút tắt nguồn, nút bắt đầu rửa. Đấy. Hình thức vỏ còn rất sáng đẹp, mã số 2. Phần nhựa Meca trong suốt đẹp, phần lưng tôn nguyên bản không làm gì các bác nhé. Đối với phần máy rửa bát là đa số về các bác nhé đều là bọn em đều phải nắn cái tôn này, tôn là rất là mỏng đấy. Cho nên bác nào mua máy rửa bát mà yêu cầu con máy này nó không móp thì thật sự nó là cái số đếm trên đầu ngón tay thôi ạ. Cả nghìn chiếc thì may là có một chiếc. Đấy. Nhất là đối với những cái model này nó vận chuyển qua container, nó dí và công các bạn thì không có chuyện là không móp đâu. Đấy. Con này sản xuất năm 2011. Đây là 3. Được cái là cái lưng con này là tôn, nó còn nó không bị chóc sơn, còn là nguyên sơn. Chiếc vỏ như clip. Giá rất hợp lý các bạn, giá có 4 triệu 8 thôi, rẻ hơn chiếc 700 nghìn cơ ạ. Vẫn bảo hành 1 năm bình thường như các chế độ ngày xưa. Đã thành rất hợp lý. Rửa với nước nóng 80 độ C các bác nhé. Nóng bỏng tay luôn. Răng chỉ, bọn này bền vĩnh cửu răng chỉ nhé. Riêng máy rửa bát thì các bác không phải lo về răng nhé. Vì thực ra công nghệ full này này, cái răng này nó chỉ có nhiệm vụ chắn thôi. Cái này nó ngoàm vào. Đây, phần này nó ngoàm vào cái phần răng nhé. Nó chỉ chắn thôi chứ nó không phải là ngập hết cả nước vào trong này để mà nó giữ nước. Cho nên là không sợ nước nó rò rỉ đâu ạ. Đây, cái răng này của nó lại là sử dụng nước nóng mà, cho nên là nó rất là mềm. Đấy. Muôn đời mềm luôn. Vì nó dùng nước nóng, nó không bị cứng như các tủ lạnh. Tủ lạnh thì các bác để lạnh thì đương nhiên răng nó sẽ bị cứng, thời gian nó cứng. Nhưng mà đối với máy rửa bát thì nó có cái ưu điểm là nó nước nóng. Đấy, cho nên răng của mình luôn luôn mềm, mềm như sợi bún luôn. Đấy, yên tâm. Đấy, ba tay phun con này. Đấy nhé. Khay để bột rửa, nếu các bác dùng bột rửa, còn không dùng bột rửa thì mình cứ rửa bằng nước nóng bình thường thôi. Khay này đựng rác này, khi rửa rác vào đây. Đây em vừa vệ sinh xong thì rửa cái rác nó ra đây các bạn này. Đấy, nó bẩn bẩn đấy. Thì mình rửa xong mình đổ nó đi. Vừa máy vừa vệ sinh xong thì quay luôn cho các bác mà. Đây, ba tay phun nhé. Đây, hàng trên này thì em xếp một cái bát này, ví dụ các bạn này. Một cái ngạnh này mình xếp một cái bát, mình xếp theo hướng này này. Đây. Đấy, trong này mình xếp được 12 cái bát con theo đúng tiêu chuẩn nhé. Còn nhà nào mà ăn nhiều bát con hơn nữa mình có thể xếp sang đây. Đấy. Xếp được 15, 16, 17 cái bát thoải mái luôn. Hoặc nếu ăn nhiều bát con có thể xếp xuống tầng dưới. Đấy. Tầng dưới này thì nhà ăn bát lô tô thì cũng bát lô tô. Không thì các bác xếp bát con này. Xếp này. Nói chung là cứ nghiêng như này là được. Nghiêng như mình xếp chặn bát. Đấy. Không có cái gì cả. Đấy. Khe này là xếp 6 đến 8 cái đĩa. Đũa thìa này. Mình có thể xếp chỗ nào mà mình xếp vừa được. Đấy. Đột máy Panasonic này rửa rất là tiết kiệm điện. Mỗi lần rửa thì chỉ hết có nửa số điện và 11 lít nước thôi. Chắc chắn đảm bảo 100% rằng với các bác là siêu tiết kiệm điện, siêu tiết kiệm nước. Nếu mà mình rửa bát bằng tay, mình xả vòi liên tục để mình tráng thì tốn chắc là phải hết 50 lít nước. Xả ra như vậy thôi nhưng mà cái xô 20 lít thì thùng sơn các bác xả rất là nhanh đầy nhá. Nhiều các bác không để ý đâu. Chẳng qua nước của Việt Nam mình nó đang rẻ nhưng các bác không để ý thôi. Nhưng còn thực ra thì nói rửa tay tốn nước hơn rất nhiều. Đối với rửa máy nhá, rửa máy này thì cái này nó chỉ mỗi lần bơm vào đây các bạn này. Nên nó chỉ có một lượng ít này, nó chỉ vào khoảng 3 lít thôi, nó bơm khoảng 3-4 lần. Đấy nên trên là nó không tốn kém gì nước cả. Này. Con này hình thức khá đẹp, giá 4 triệu 8 bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào có nhu cầu lấy thì các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.